Sáng ngày 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, đơn vị bầu cử số 4, có buổi tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp, công nhân và người lao động trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 4, cùng với các ứng cử viên Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1, Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đa Cao Quận 1. Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Thành Phong khẳng định sự nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 và hiện thực hóa khát vọng phát triển vươn lên mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 gồm Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 1, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hiệp, trưởng khoa Khoa kỹ thuật y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Quốc Hưng, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Đức Hiển, vụ trưởng vụ pháp luật hình sự hành chính, Bộ Tư pháp, có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Sáng ngày 12 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tham gia buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều cử tri bày tỏ quan tâm về tình hình dịch bệnh COVID-19, việc tiêm phòng vaccine. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch bệnh COVID-19 là một trong những thảm họa toàn cầu. Nhiều nước trên thế giới có số ca mắc tử vong vẫn đang gia tăng. Do đó, Việt Nam đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân tham gia phòng chống dịch, đặc biệt giữ chặt các đường biên giới để tránh sự xâm nhập dịch từ bên ngoài. Trưa ngày 12 tháng 5, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 6 giờ qua, cả nước có thêm 22 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa Vũng Tàu, còn 19 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh 2 ca, Bắc Giang 9 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hà Nam 1 ca, Thái Bình 1 ca và Hưng Yên 1 ca. Trong số 19 ca mắc mới được ghi nhận trong sáng nay có 17 ca trong khu vực đã được cách ly và 2 ca trong bệnh viện được phong tỏa và không phát hiện thêm ổ dịch mới. Tính đến trưa nay ngày 12 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.150 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.443 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 580 ca. Sáng ngày 12 tháng 5, ông Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, hơn 30 trường hợp là F1 của nữ nhân viên tổng đài làm việc ở khu công nghiệp An Đồn, nghi mắc COVID-19, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 1. Ngay trong đêm ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã tiến hành khoanh vùng tạm thời khu công nghiệp An Đồn. Ngành y tế quận Sơn Trà bố trí khu vực đối diện cổng khu công nghiệp An Đồn để các công nhân và người dân sống xung quanh khu vực này đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Ông Phạm Hồng Nam cho biết, từ đêm qua cho đến sáng nay ngày 12 tháng 5, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực khu công nghiệp An Đồn với 8.000 mẫu xét nghiệm. Trong số các ca nghi mắc COVID-19 này có rất nhiều người làm chung công ty cổ phần Trường Minh, chi nhánh Đà Nẵng. Sáng ngày 12 tháng 5, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được thông tin công ty cổ phần Đại Nam hiến tặng 127 nền đất cho tỉnh, bán đấu giá tạo nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19. Và trong ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét và trả lời doanh nghiệp. Theo văn bản, công ty cổ phần Đại Nam đề nghị hiến tặng toàn bộ hai lốc A38 và A39, gồm 127 lô đất, tương đương 19.909,6m2, thuộc dự án khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, do công ty này làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Giá trị ước tính của phần diện tích đất này khoảng hơn 500 tỷ đồng, bình quân 25 triệu đồng 1m2. Cụ thể, ông Dũng Lò Voi cho biết, kinh phí thu được nhằm mua trang thiết bị y tế, thuốc men, phòng chống dịch COVID-19 và sẽ dành tặng 40%, khoảng 200 tỷ đồng, cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương và 60%, khoảng 300 tỷ đồng, hiến tặng tới Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 11 tháng 5 thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ, còn gọi là biến thể B.1.617, đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới. Biến thể này là nguyên nhân chính gây ra làn sóng bùng phát mạnh dịch COVID-19 hiện nay ở Ấn Độ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông để đề nghị Washington hỗ trợ mua vaccine ngừa COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định nước này sẽ cố gắng hỗ trợ các nước khác, song không nêu tên cụ thể những quốc gia đã đưa ra đề nghị trên. Ngày 12 tháng 5, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu xạ trị trong ngày Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động, khởi động cho lộ trình giải quyết tình trạng quá tải người bệnh hàng chục năm nay tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi Cục Giám định Nhà nước về công trình xây dựng Bộ Xây dựng đã có văn bản đồng ý cho phép nghiệm thu đưa vào hoạt động tầng hầm 1 và tầng hầm 2 của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao tiếp cho Bệnh viện Ung bướu toàn bộ cơ sở vật chất ở tầng hầm 1 và tầng hầm 2, nơi sẽ triển khai khu xạ trị của bệnh viện. Sáng ngày 12 tháng 5, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được xác định tên là Nguyễn Hoàng Phúc, 33 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Mỹ Tho và tổ chức truy bắt hung thủ gây án. Theo người dân sống ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, gần khu vực cổng chợ Nhị Tỳ, rạng sáng nay ngày 12 tháng 5, người dân phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc nằm trên đường có vết đâm bên hông trái. Lúc này có xe cứu thương đi ngang nên nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau 2 giờ cấp cứu, Phúc đã tử vong. Người dân địa phương cho biết, trong đêm khuya có nhiều đối tượng đi xe máy truy đuổi nhau trên đoạn đường này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và tiến hành truy bắt hung thủ gây án.